mọi người ơi, tin hot. Gì? Tớ vừa trên tổng sếp về nhá. Sắp tới nhá, công ty mình chuẩn bị nhận một cái job dự án to luôn. Công ty đối tác biết là ai không? Là nước ngoài đấy, công ty nước ngoài đấy. Lần này nhá, mà dự án này mà thuộc về nhóm mình nhá, chắc chắn là Tết có bánh trưng thịt luôn. Này, cả năm mới có một đối tác nước ngoài. Ừ, mà ông nào mà làm leader quả này nhá. Rồi, năm do không thăng cấp mới là lạ đấy. Thế nhưng mà công ty mình có 3 nhóm nữa cơ mà. Chắc gì đã là nhóm mình. Chính vì thế anh em mình phải quyết tâm giành bằng được cái hợp đồng này. Đúng, bây giờ mới phải nghĩ đây. Anh có option gì không? Tôi bảo này, mai sinh nhật sếp. Ngày mai sinh nhật sếp. Đây tôi còn ghi chú trong lịch thế này. Ô, sao biết hay thế? Thì tôi quan tâm đến mọi người. Mấy ông bà không để ý nên không biết thôi. Sinh nhật sếp à? Nhân dịp này anh em mình tặng quà lấy lòng sếp luôn. Lấy lòng đấy, được. Tặng cho sếp một bộ vest. Sếp đi họp cho nó bảnh. Thôi thôi ông ơi, tôi thấy sếp nhiều vest lắm rồi. Tặng cái khác đi. Đúng rồi, tặng giày đi. Giày cũng được, thế nhưng mà làm gì biết sếp thích loại nào. Rồi, da bò, da cá sấu, da trâu này. Làm sao mà biết được. Theo tôi ấy, hay là tặng sếp một đôi vợt để cho sếp đi đánh tennis. Thôi ông ơi. Sao? Sếp bị gai đốt cuộc sống, sao tặng vợt được. Thế à, quên. Thế bây giờ tặng cái gì? Thôi bây giờ tôi có ý này. Bây giờ thì mọi người không thống nhất được. Hay là ai thích cái gì cứ mùa này đi, rồi mình tự tặng sếp. Không được ông ơi, đây là dự án chung, mình phải đi chung. Ông lại thích đi riêng đấy à? Không, ngồi đây dự án chung mà. Hợp lý đấy. Bây giờ nhá, anh em mình mỗi người một món. Đến tặng sếp, sếp vừa được nhiều quà này, lại tình cảm sếp với cả team mình lại còn đi lên nữa chứ lệ. Đây việc chung ai lại tặng riêng? Mình phải đi chung chứ. Thôi, thôi được rồi. Thích chung cái gì? Nếu chung thì cứ ai thích gì cứ mua đấy. Xong 29 giờ tất cả cùng hành quân đến nhà sếp, được chưa? Được. Chốt không? Có chốt không? Chốt như thế đi. Chốt nha. Thế đúng 9 giờ nhá. Ok nhá. Đúng 9 giờ nhá. Ok. Ok. Đến muộn là không đợi rồi. Rồi nó ok. Biết tặng sếp cái gì bây giờ. Chị ơi, ông giới thiệu đi. Chị có nhớ em không? Gái à? Em là Hoàng, cứ đặt làm tâm ra em thịt gà cho nhà mình đấy. Yêu. Hôm đấy ông có đến đâu, ông đưa phong bì nhờ tôi đưa mừng sếp còn gì nữa. Gái yêu. Này, thấy cây chanh ở ngoài ban công không? Tôi bê lên hôm tân ra đấy. Yêu. Ông biết cái ghế ông đang ngồi không? Ừ, sao? Tôi mua tặng sếp hôm tân ra đấy. Nhiều vãi. Nói cho các bà biết. Chính là tôi, ngày 13 tháng 10, lúc 3 giờ 1 phút, tôi là người đèo sếp đi làm hợp đồng mua cái nhà này. Nội thất nào? Bà làm nhạc thiên. Thôi các ông đừng nói nữa. Chị ơi, khi nào thì anh Vũ về đấy ạ? Anh ấy cũng sắp về rồi đấy. Thôi bọn em chủ yếu đến chơi với chị. Thì hôm nay là nhân dịp sinh nhật sếp, thế à? Em cũng có một chút quà tặng sếp. Thì trong này là nước hoa thôi, anh chị dùng chứ cũng được, đảm bảo chị dùng vào là anh nhà không dám rời ạ. Hãng gì nhỉ? Versace chị nhỉ? Bình thường. Bình thường. Chị ơi, em tặng chị đôi đồng hồ hấp lót, đeo vào phát nhìn sang trọng luôn. Hấp lót rồi, một tớ hấp lót em bao kè đấy. Có nhiều đồng hồ lắm rồi, nhưng mà thôi thêm cái hấp lót nữa cũng được. Đây, em tặng chị cực phẩm luôn. Em thấy da chị là sức khỏe có thể là hơi sạm, chắc là hơi kém đúng không? Em tặng chị sâm ngọc linh 100 tuổi. Uống vào bao khỏe luôn. Em người chị ơi, bỏ đi. Chị ơi, em có cái khăn lông chồn trên cao chụp ảnh sơn, em cứu anh chị đi tắt cho nó. Cái gì? Lông chồn á? Cái gì? Kìa, chồn cả đó đâu. Phù du hết. Dạ thưa chị, em tặng anh nhà cái bút. Đấy, chị thấy không? Đối với anh là sếp, việc ký nhai là việc rất quan trọng. Nên bút làm vật bất ly thân. Dạ, em tặng chị. Ôi, có gì chị nhắn ngay nhà giúp em vài câu. Thế thôi các chú ngồi chơi nhá, mình có việc. Chị cứ làm gì đi. Vâng, chị làm gì à? Làm gì chị làm ạ? Em vẫn tự nhiên ạ. Rót nó uống nhá. Dạ vâng. Tự nhiên ạ. Ok rồi đấy. Chị ý nhận là ok rồi, không cần phải lo cả. Ok rồi, lần này chắc ok rồi. Chắc chưa chắc đâu. Chắc thắng rồi. Ông ăn chắc. Sếp ơi. Ôi giời ơi. Ơi sếp ạ.
sao nghe đông đủ thế này? À vâng, bọn em biết là sinh nhật anh cho nên là bọn em đến chia sẻ một chút tình cảm ạ. Dạ vâng, cảm ơn. Vâng ạ. Ngồi uống nước đi. Dạ vâng ạ. Dạ báo cáo sếp là bọn em đã mang hết quà cáp và gửi cho chị. Vâng, chị thế này nước hoa thơm lắm sếp ạ. Báo như là quà ấy sếp ạ. Làm với cả đi vừa cười ấy. Thế sếp hôm nay là đi chợ với cả Oxin đấy ạ? Hôm nay sếp phải rảnh rỗi thế. Hôm nay sếp rảnh rỗi quá nhỉ. Thế là hôm nay bọn em xin phép là ăn một bữa cơm ở nhà sếp mà sinh nhật. Bé cầm cả rượu đi đấy ạ. Được. Thế cô ơi, cô vào chuẩn bị luôn đi ạ. Đây. Ăn ké cơm thì được. Nhưng mà cái vấn đề vừa rồi ấy là các cậu hơi bị nhầm đấy. Sao ạ? Nhầm gì ạ? Đây là bà xã của mình. Cô bé giúp việc, mình mới thuê được có nửa tháng. Giúp việc hả?